Mục thần ký tập 36, yêu ma quỷ quái chúc các bạn xem video vui vẻ. Trên không trung ngàn hoa bay xuống, vô cùng lộng lẫy, một vị Mỹ phụ đạp trên cánh hoa rực rỡ trên trách đi xuống. Những cánh hoa rực rỡ kia phiêu linh, một cánh hoa rơi xuống trước mặt tần mục phát ra tiếng vang keng keng keng. Hắn vươn tay ra, cánh hoa lại như hoa tuyết tan đi, nguyên khí biến thành. Tần mục ngớ ngẩn, khi nhìn thấy khuôn mặt của Mỹ phụ từ không trung đi xuống thì trong lòng đột nhiên thịt thịt nhảy lên kịch liệt. Hắn theo người đức học vẽ viết chứ. Người điếc có bút pháp vô song, có thể vẽ hết tất cả vẻ đẹp trên thế gian, nhưng mặc dù là bút pháp của người điếc thì chỉ sợ cũng khó có thể vẽ được dung nhan và ý vị của mỹ phụ này. Tần Mục nhìn thấy nàng thì cuối cùng cũng đã rõ cái gì gọi là phong hoa tuyệt tại, bất giác nhớ tới một đoạn thơ cổ mà người điếc đã dạy cho hắn, cử động của nàng này như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ, dung mạo của nàng to nhỏ vừa tầm, ngắn dài hợp độ, vai tựa vót thành, eo như được bó, cổ gái thon dài, da ngần hé lộ, sáp thơm chẳng dùng phấn màu chẳng ngự tóc búi mây bồng mày uốn thon cong ngoài môi thắm đỏ răng ngà bên trong con người khẽ liếc mà lúng đồng tiền phong tư kiểu diễm sáng tĩnh thân nhàn nhu mì khoan nhã tiếng nói mê hoặc xiêm y của nàng phục trang khoáng thế cốt mạo như tranh khoác áo lụa người sáng này Khuyên tai tỏa sắc xanh tay đeo lông thú vàng làm trang sức người kết ngọc minh châu xung quanh dây viễn du theo họa tiết quần mây lộ phất nhẹ nhàng tựa hồ cũng chỉ có bài thơ cổ này mới có thể hình dung dáng vẻ dung mạo của nàng. Cô gái này quá đẹp, không gì tả nổi, cầm bút vẽ tranh căn bản vẽ không ra dung nhan như vậy, càng khó có thể bắt giữ ý vị phong hoa của nàng. Nàng đúng là tư bà bà, lẽ nào bà bà giết chết cô gái đẹp như thế rồi khoác túi ra vào, tần mục không khỏi dùng mình một cái, có một loại lên tưởng không tốt. Này, chăn bò, đột nhiên, sau lưng hán chuyển tới âm thanh của một đứa con gái, tần mục quay đầu lại nhưng không thấy người, ngừng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cô gái ngồi trên mái hiên của một ngôi miếu làn váy phủ đến mắt cá chân, lộ ra da, da rẻ trắng nõn, rất là mịn màng. Gót chân của nàng buông xuống suýt chút nữa chạm lên đầu tần mục, ngón chân xinh đẹp lúc vảnh lên lúc co xuống, lúc ẩn lúc hiện, con mắt cô bé kia cong thành hình lưỡi liềm, nói, chăn bò, người tới đây, nơi này nhìn ra xa, thấy rõ, tần mục tung người nhảy lên mái miếu, ngồi xuống cạnh nàng, chỉ cảm thấy trên người cô gái này có một đàn hương quen thuộc, trong lòng buồn bực, hai gò mà của cô bé kia hàn lên hai lọn tóc rẽ qua hai bên hiện ra khuôn mặt như hạt hướng dương, mắt ngọc mày ngài, lúc nở nụ cười con mắt liền cong như là Nguyệt Nha Nhi, cười hì hì nói, ta mật ư, tần mục gật đầu, đàng hoàng nói, ngươi để tóc hai bên mặt là vì để cho mặt của ngươi trông có vẻ ốm một chút, tuy nhiên để tóc ra vẫn là có vẻ ốm na u nần, nữ hài tức giận, giờ chân đạp hắn một cái, giày của nàng cười ra thả bên người, gót chân để trần, tức giận nói, mặt mập là trời sinh, ta cũng không có cách nào, hai người thả chân dưới mái miếu, hai tay tần mục chống mái miếu luôn cảm thấy cô bé bên người này có chút quen mắt hơn nữa cái mùi hương này càng thêm quen thuộc trong lòng bứt rứt chết phía trước là phủ thành chủ của tương long thành cổng phủ đột nhiên mở toang hàng trăm người rồng rắn đi ra khí tức mỗi người đều phi thường mạnh mẽ khí vũ hiên ngang dung nhan bất phàm đều là thần thông giả có uy danh hiển hách của tương long thành thành thế to lớn người đàn ông dẫn đầu cao to khôi ngô mắt hổ eo gấu long hành hổ bộ có một loại khí thế làm người ta sợ hãi chòm râu trên mặt dài ra hai bên mép tuy tướng mạo không coi là anh tuấn nhưng cũng có chút khí phách đàn ông sau lưng của hắn mơ hồ hiện ra hư ảnh thần ma đó là một vị thần ma có tám cánh tay cầm tám loại pháp khí hẳn là nguyên khí hiện ra khí thế phi phàm giáo chủ phu nhân cướp đi thánh điển trấn giáo đại dục thiên ma kinh của thiên ma giáo thoát được sự đổi giết của tổ sư và trưởng lão thánh giáo thiên ma giáo tiến vào đại khư Bật vua âm tín thành chủ tương long thành cười ha ha nói ta còn lo lắng cho an nguy của phu nhân sáng nhớ chiều mong không nghĩ tới phu nhân bình yên vô sự, khiến cho bản tọa không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân ẩn nhẫn hơn 40 năm chưa ra, nghĩ đến nhất định là đã nghiên cứu triệt để đại dục thiên ma kinh, lần này xuống núi, chắc sẽ không sợ trưởng lão và tổ sư thiên ma giáo chứ hả. Giáo chủ phu nhân thiên ma giáo tươi như hoa, cười cười nói nói với thành chủ Tương Long Thành, tựa hồ là bạn đài lâu năm. Thế nhưng Tương Long Thành chủ lại không dám tới gần, mới nói, phu nhân, đúng lúc hàn xá thiết yến khoản đại quý khách, bản tọa nghe nói phu nhân đại giá Quang Lâm vội vàng đến đây để quý khách đợi lâu có thể không hay không bằng phu nhân rời bước đến hàn xá một lần mỹ phụ khẽ cười nói cũng tốt ta cũng muốn gặp khách quý của thành chủ vậy thì quấy dày phu nhân chê cười xin mời đó là bát tướng thiên thần công của tương long thành chủ công pháp rất lợi hại bên cạnh tần mục cô bé kia thấp giọng nói có người nói tương long thành chủ phó vân địch đã tu luyện tới sinh tử cành thành công phá bích sinh tử thần tàng là cao thủ ít có bên trong đại khư tần mục nhìn tương long thành chủ phó vân địch một chút bát tướng thiên thần công của phó vân địch xác thực vi phạm nghĩ đến nếu như triển khai ra nhất định là thiên thần tám mặt bốn phương tám hướng đều thu hết vào đáy mắt hơn nữa còn có thể công kích kẻ địch bốn phương tám hướng khen quả thực là một môn công pháp lợi hại cô bé kia như giò chúng đài nói chăn bò ngươi cũng rất lợi hại đấy công pháp ngươi tu luyện là gì bá thể tam đan công tần mục nói ta tên tần mục ngươi tên là gì cô bé kia vào sợi tóc bên tai cười nói ta tên dục tú tần mục nói dục tú trong trung linh dục tú hả cô bé kia kinh ngạc nói sao ngươi biết ta họ linh linh dục tú cái tên này thật êm tai tần mục than thở một phen nói nếu mặt của ngươi lại ốm lại một ít liền xứng với cái tên này linh dục tú tức giận lại đạp hắn một cước mang giày vào từ mái miếu nhảy xuống không thèm để ý tới ngươi bước chân nàng rơi xuống đất đi được hai bước thì quay đầu lại buồn bực nói sao ngươi không đi cùng tần mục không hiểu nói ngươi nói rồi không để ý tới ta vì sao ta còn muốn đi cùng chứ? Nhỏ mọn, Linh Dục Tú vẫy vẫy tay, cười hì hì nói, ta có phương pháp có thể tiến vào phủ thành chủ, giờ phút này trong phủ thành chủ cực kỳ náo nhiệt, chúng ta qua đó chơi đùa, người không muốn biết các bá chủ của đại khư đang làm những gì, nói những chuyện gì sao, tần mục khẽ nhúc nhích trong lòng, từ mái miếu nhảy xuống, bước nhanh đuổi theo nàng, hiếu kỳ nói, ngươi làm thế nào tiến vào phủ thành chủ được, đương nhiên là quang minh chính đại đi vào, Linh Dục Tú ở phía trước dẫn đường, đi thẳng tới trước cửa phủ thành chủ trước cửa phủ có bốn thần thông giả bảo vệ nhìn thấy hai người thì hỏi cũng không thèm hỏi tùy ý để bọn họ đi vào trong phủ tần mục kinh ngạc thấp giọng nói muội tử ngươi là con gái của tương long thành chủ hả? hắn nghĩ hay lắm linh dục tú gắt một cái nói lai lịch cha ta lớn hơn hắn rất nhiều phủ thành chủ tương long thành này ta muốn vào thì vào muốn ra liền ra phía trước là trấn giang lâu chính là nơi phó phân địch mời tới tân khách tần mục nhìn về phía trước đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái hồ lớn nước xanh sóng trong từng viên minh châu to cỡ sọt liễu được đặt trong hồ tỏa ra ánh sáng dịu dịu chiếu rọi mặt hồ bên hồ lại có thật nhiều hầu gái nhấc theo đèn lồng đứng ở bên bờ không nhúc nhích chiếu sáng hồ nước trong phủ này như ban ngày trấn giang lâu xây trên lưng chừng núi bên cạnh hồ nước hình như chim hồng nhạn từ xa nhìn lại liền thấy bên trong lầu xanh vàng rực rỡ khắp nơi lộ ra khí chất nhà giàu mới nổi tương long thành chủ hận không thể dùng giấy thép vàng phủ kín trấn giang lâu xem ra thật sự là ham muốn xa hoa đến cực điểm bên trong trấn giang lâu mấy cô vũ nữ uyển chuyển nhảy múa ở trung tâm ống tay áo uốn lượn quần thơm lai động nương theo sáo trúc và nhịp trống rất là tươi đẹp mà ở trung tâm hồ nước còn có một bình đài bốn bên vuông vức rộng trăm trượng phía dưới lại là dùng một cây cột cực kỳ thô to chống đỡ giữa bầu trời lơ lửng mười mấy cái đèn lồng màu tím soi sáng bình đài như ban ngày trên bình đài trong hồ truyền đến từng tiếng nổ vang đó chính là tiếng giao phong của hai người thiếu niên tần mục dừng chân quan sát lộ vẻ kinh ngạc thực lực của hai thiếu niên đều phi thường mạnh mẽ, bản lĩnh phi phàm. Một người trong đó chính là thiếu niên vừa nãy ở trên đường, được người đàn ông trung niên trong phủ thành chủ dùng trăm viên long tệ dẫn vào trong phủ đánh lôi đài. Hắn hẳn là bạch hổ linh thể, bạch hổ nguyên khí vậy mà hiện hiện ra trạng thái màu vàng đỏ đồng. Ngoài thân thể hắn hiện ra hai loại màu sắc là màu vàng và màu đồng đỏ cổ xưa, màu vàng sán lạn, màu đồng đỏ nâu tối. Khi đối thủ đánh lên người hắn thì âm thanh bùng nổ ra tựa như tiếng lang keng của đồng Phật, thậm chí còn bắn ra một chuỗi tia lửa lợi dụng bạch hổ nguyên khí để tu luyện thân thể đến trình độ như thế này đã là cực kỳ cao minh chẳng trách dám tiến vào phủ thành chủ đánh lôi đài đối thủ của hắn tuổi cũng không lớn khoảng 14, 15 tuổi như tần mục nhưng ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn hắn sử dụng 8 thanh kiếm mỗi một tay đều sử dụng một thanh kiếm kia cũng không phải là tay chân chính mà là nguyên khí của hắn hắn dùng nguyên khí không kiếm một lần khống chế 8 thanh kiếm sắc bén bát tướng thiên thần công tần mục thấp giọng nói Bát tướng thiên thần công mà thiếu niên này triển khai không giống với bát tướng thiên thần công của tương long thành chủ phó vân địch. Phó vân địch đã tung ra dị tượng, bát tướng thiên thần đứng phía sau. Bát tướng thiên thần công của thiếu niên này còn xa mới đạt đến loại cấp độ kia, thế nhưng con đường vận dụng nguyên khí lại là kế thừa một mạch phó vân địch. Linh Dục Tú nói, hắn là con trai của phó vân địch, gọi là đình nhạc, nói đến cũng là một người đáng thương, từ nhỏ đã không còn mẹ, được một tay phó vân địch nuôi lớn, phốc. Song kiếm của phó đình nhạc đâm vào trong đôi mắt của đối thủ, tiếp theo song kiếm dùng sức chuyển động phá nát đôi mắt của đối phương bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim cho dù bạch hổ nguyên khí của đối thủ hắn cực kỳ mạnh mẽ tu luyện thân thể đến như thép như sắt thế nhưng lại không có luyện tới con mắt sau khi hai mắt mù thì phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết nhưng phó đình nhạc lại không lập tức giết chết đối thủ cũng không thù tay lại mà là một chiêu lại một chiêu kiếm chém vào thiếu niên mù mắt kia cắt từng đầu ngón tay của hắn xuống trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn tần mục cao mày nghiêng đầu hỏi tham linh dục tú hắn là người đáng thương không có mẹ sao linh dục tú cũng sợ hết hồn vội vã kéo tay hắn đi đến trấn giang lâu cười nói ta có chút đói bụng chúng ta đi ăn đồ ngon ở đây ta cũng là khách mời không thể còn quá nhiều tần mục bị nàng nắm tay chỉ cảm thấy tay của cô bé mềm mại mịn màng khiến lòng hắn rung động tuy nhiên lòng dạ độc ác của phó đình nhạc vẫn khiến cho hắn cực kỳ khó chịu hắn quay đầu nhìn lại trên bình đài trong hồ phó đình nhạc cắt mười ngón tay của đối thủ xuống nhưng vẫn không dừng lại ngược lại tiếp tục cắt cổ tay của đối phương, hưng phấn đến càng giống dã thú hơn cả dã thú. Đây là một người điên. Tuy nhiên nói đi thì cũng nói lại, vị công tử đình nhạc này thật giống có chút liên quan với mình. Tần mục suy tư, năm đó tư bà bà nhặt được hắn từ bờ sông, bởi vì sợ hắn chết yểu, liền lèn vào tương long thành bắt thành chủ phu nhân vừa sinh con trai không được bao lâu, biến thành một con bò sữa nuôi nấng tần mục, để tần mục sống qua thời kỳ chết non. Lúc đó con trai của thành chủ phu nhân sinh ra, hẳn là phó đình nhạc này. Tần Mục uống sữa mẹ hắn lớn lên, liên hệ giữa hai người chính là chỗ này. Tần Mục quay đầu lại, thiếu niên trên bình đài trong hồ kia đã không thể cứu, bởi vì trăm long tệ, hắn tiến vào phủ thành chủ đánh lôi đài, dám đi vào, tự nhiên là có chút bản lĩnh, lại không nghĩ rằng sẽ mất mạng. Bên trong trấn giang lâu ca múa mừng cảnh Thái Bình, Tần Mục theo linh dục tú vào trong, chỉ thấy trong lầu vũ nữ đang nhảy múa, năm ngón tay của những vũ nữ này xẹt qua không trung, phát ra tiếng vang leng keng giòn giã, là âm thanh phát ra từ nguyên khí của các nàng một cái ngẩng đầu, một cái nhún chân, đều kèm theo âm luật, vừa nhảy múa huyền chuyển, vừa có thể sử dụng nguyên khí xuất ra ca khúc tuyệt vời, khiến tần mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai bên lầu các thì lại có thật nhiều bàn trà, rất nhiều người dung nhan bất phàm đang ngồi trên mặt đất, uống rượu mua vui, có người thưởng thức ca vũ, có người thì lại nhìn về phía bình đài trong hồ, thưởng thức quyết đấu. Tình hình trên bình đài đã cực kỳ thê thảm, thiếu niên mình đồng ra sắt kia đã bị hành hạ đến không còn hình người, thế nhưng bên trong lầu lại không có ai lên tiếng ngăn lại linh dục tú lôi kéo tần mục đi thẳng tới một cái bàn trà ngồi xuống mặt đất bên cạnh thoải mái không hề có ý tứ khách khí ngồi bên trong trấn giang lâu đều là cường giả đến từ các nơi uy vũ bất phàm nhìn thấy một đôi thiếu niên nam nữ đi tới này ai nấy đều kinh ngạc nhưng cũng không mở miệng hỏi trong lòng bọn họ một đôi người ngọc này chắc là đệ tử của vị cao nhân nào đó cũng nhân cơ hội trấn giang lâu lần này đến tham gia trò vui mở mang tầm mắt trên bàn trà trước mặt đều là kỳ chân dị quả món ngon sơn hào hải vị các loại kỳ chân dị thú được chế biến muôn màu muôn vẻ tươi mới ngon miệng khiến tần mục thèm nhào rãi hắn bị tư bà bà kéo đi bán dê bò mua đồ buổi tối còn chưa có ăn cơm đã sớm cảm thấy đói bụng tần mục nếm thử đồ ăn trước mặt ánh mắt sáng lên chỉ cảm thấy đầu lưỡi đều muốn tan ra không nhịn được chuyên tâm đối phó món ngon sơn hào hài vị trước mặt ngược lại linh dục tú tuy nói có chút đói bụng nhưng chỉ ăn hai miếng liền dừng đũa rất thú vị nhìn hắn ăn như hù như sói ngồi ở bàn trà bên cạnh tần mục chính là vị giáo chủ phu nhân xinh đẹp chấn động toàn thành kia cũng rất thú vị nhìn tần mục và thiếu nữ bên cạnh hắn nàng đến cùng có phải là tư bà bà hay không tần mục thầm nghĩ ngoại trừ nàng ở ngoài còn có một người thỉnh thoảng lướt về phía tần mục bên này tần mục nhận ra được ánh mắt của người này ngừng đầu nhìn lại hơi run run người này một thân giáp trụ mặc dù là dự tiệc cũng không cởi giáp trụ ra chính vị tướng quân trẻ tuổi tần phi nguyệt từng có duyên gặp gỡ hai lần trên dũng giang kia tần phi nguyệt cũng ở nơi đây Hắn không về duyên khang quốc sao? Tần Mục vô cùng kinh ngạc, sau đó lại vùi đầu đối phó đồ ăn trước mặt. Linh Dục Tú cười nói, vị tiểu tướng quân kia vẫn đang nhìn người đấy. Hắn nhận ra người, Tần Mục nuốt thức ăn trong miệng xuống, suy nghĩ một chút, nói, từng có hai lần gặp mặt, bên cạnh hắn còn có một tên thất công tử mập mạp, không biết đi nơi nào. Linh Dục Tú giận dữ, nhéo lên cánh tay hắn một cái. Tần Mục không biết cô bé này tức giận cái gì, thầm nghĩ, cô bé này thật là kỳ quái, tướng quân Tần Phi Nguyệt kia cũng rất kỳ quái lúc cô bé này vào mình hắn suýt nỡ nhảy lên lại nhịn xuống bị nhéo chính là mình lại không phải hắn hắn đau cái gì đột nhiên một ông lão mở miệng nói thành chủ bên ngoài là lệnh lang sao thực sự là có bản lãnh nghe tính đỉnh nhà công tử đã lâu chính là võ giả trẻ tuổi mạnh nhất trong tương long thành hiện giờ xem ra quả thực bất phàm phó vân địch cười nói bách thiện lão nhân quá khen tiểu nhi chỉ là học chút pháp môn thô lậu làm trò cười cho người trong nghề vị bách thiện lão nhân kia cười híp mắt nói cũng không phải là như vậy từ lâu đã nghe đình nhà công tử chính là võ giả số một trong phạm vi ngàn dặm năm ngoái đình nhà công tử liền trải qua 352 trận khiêu chiến đánh chết 352 tên võ giả đến từ các nơi không người nào có thể chạy trốn khỏi tay hắn tuổi còn trẻ liền có sức chiến đấu cỡ này thực là tuyệt vời tần mục nhíu nhíu mày tiếp tục chuyên tâm ăn cơm phó vân địch vội vã cười nói những người tiểu nhi đánh chết đều là vứt bỏ dân bên trong đại khư nếu là nơi khác đến tiểu nhi vẫn sẽ lưu tình bách thiện lão nhân cười nói bên trong vứt bỏ dân cũng không thiếu cường giả bản lĩnh của công tử đình nhạc xác thực tuyệt vời dứt lời than thở không ngớt phó vân địch ha ha cười nói Tiểu nhi là người thành thật không cưỡng bức người khác tỉ thí cùng nó đều là đi trên đường mời những vứt bỏ dân bên trong đại khư này đến đây đánh lôi đài thường tiền tài tiếc rằng người chết vì tiền chim chết vì ăn những vứt bỏ dân này vẫn là nối liền không dứt tới khiêu chiến tiểu nhi kết quả đều nộp mạng trăm long tệ này của tiểu nhi lại chưa từng tốn qua nói đến tiểu nhi thực sự là sẽ sống qua ngày đây Rớt lời, cười ha ha, mọi người cũng hùa theo cười to lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nụ cười của một lão giảm mặt đen trượt thu lại, âm thanh như sấm, che khuất tiếng cười của mọi người, giáo chủ phu nhân. Phu nhân đã nghiên cứu đại dục thiên ma kinh nhiều năm, hiện nay có thể cho chúng ta cũng mở rộng mắt hay không? Vị lão giảm mặt đen thon gầy này ngồi đối diện tần mục, hình dung tiểu tụy, hai mắt vô thần, ngồi ở chỗ đó như là một đoạn than củi bị đốt đen thui, thế nhưng âm thanh lại rất lớn. Lời hắn vừa nói ra, Lập tức ánh mắt của tất cả mọi người trong lầu đều tập trung trên thân thể vị giáo chủ phu nhân tràn ngập mị lực ở bên cạnh tần mục kia. Tần mục vội vã thả đũa ngà voi xuống, không nhúc nhích, ngậm miệng, rồi không nhịn được lại lén lút nhai thức ăn còn trong miệng. Thức ăn trong miệng bị nuốt vào bụng, thiếu niên trần chờ một chút, lại nhịn không được, cầm lấy đũa ngà voi gắp một miếng phổi cá xào lan rồi nhanh chóng nhét vào trong miệng. Vị lão giả giống như than đen giận tím mặt, căm tức nhìn tần mục, ngươi đừng ăn. Vị giáo chủ phu nhân bên cạnh tần mục cười hì hì nói, hóa ra là hắc tôn giả hắc tôn giả hà tất nổi giận thành chủ mời chúng ta đến đây là để ăn cơm vì sao không thể ăn thành chủ người nói đúng hay không phó vân địch tăng hắng một tiếng cười nói lần thịnh hội này cũng là tịch rượu xin chư vị thưởng thức món ngon sơn hào hải vị của tương long thành ta đương nhiên là chỉ cần ăn được chủ và khách đều vui vẻ giáo chủ phu nhân khẽ cười một tiếng ngắt một trái cây đỏ bừng thả vào trong miệng ung dung thong thả xoa xoa tay ngọc nhỏ dài sau đó hướng thú nhìn tần mục tiếp tục ăn như hùm như sói Linh Dục Tú cũng kinh ngạc, hồn nhiên không nghĩ tới Tần Mục ở tình huống như vậy lại vẫn có thể ăn được. Cũng không lâu lắm, Tần Mục đã ăn lừng dạ, suy nghĩ một chút, lại lấy từ trong lòng ra một bao giấy dầu, bỏ lương khô bên trong ra, sau đó chọn thức ăn mềm mại ngon miệng trên bàn trà gấp một ít đặt vào bên trong bọc giấy, cẩn thận từng ly từng tí một gói lại. Hắc Tôn Giả giống như than đen đối diện kia không nhịn được quát lớn nói: "Tiểu tử, ngươi ăn không ngớt còn bọc mang về nữa hả?" À? Tần Mục ngượng ngùng nói: ta và bà bà còn có ra ra mù ngày hôm nay mới vào thành, trên đường chỉ ăn chút lương khô, vẫn không có ăn thức ăn. Thức ăn nơi này rất thơm, tuổi của bà bà và mù ra ra đã lớn, vì lẽ đó ta chọn một ít mang về cho bọn họ. Dứt lời, nhìn giáo chủ phu nhân một cái, trong lòng nghi hoặc nàng đến cùng có phải là tư bà bà hay không. Chờ một chút, mùi thơm này chẳng phải chính là mùi son mình và tư bà bà mu hay sao. Trong mắt giáo chủ phu người lóe ra một tia ánh sáng dịu dịu, tựa hồ rất là cảm động, cười nói ngươi còn là một người hiếu thuận, ta càng xem ngươi càng thấy vừa mắt. Tất cả mọi người trong lầu đều có dáng vẻ như xem trò vui, tràn ngập đồng tình với tần mục. Giáo chủ, phu nhân vốn là ma nữ lừng lẫy có tiếng, phiền nhất là những lễ nghi phiền phức của loại hình hiếu đạo này. Tiểu tử kia nhất định sẽ bị chết cực kỳ thê thảm. Hắc tôn giả đen như than kia đợi cho tần mục gói kỹ đồ ăn, lạnh lùng nói: ăn no chưa? Tần mục đàng hoàng nói: lừng dạ. Hắc tôn giả tức mình, lạnh lùng hừ một tiếng, tiếng hừ truyền ra trăm cửa sổ của trấn giang lâu ảo 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 vang vọng tần mục không khỏi kính phục không ngớt khen tu vi của tiền bối rất hùng hồn ta không làm được chán hắc tôn giả nổi gân xanh kiềm chế tức giận lặng lặng chờ đợi tần mục ăn xong mà giáo chủ phu nhân vẫn cười tùm tìm cũng thả đũa ngà voi xuống không ăn nữa hắc tôn giả phun ra chọc khí dấu trong lồng ngực một lúc lâu lạnh lùng nói hiện tại đều ăn no rồi chứ có thể nói chính sự chưa ánh mắt mọi người bên trong lầu sáng như tuyết dồn dập rơi vào người giáo chủ phu nhân giáo chủ phu nhân một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp khiến trước mắt mọi người bên trong lầu tựa hồ cũng sáng sủa rất nhiều cười nói hắc tôn giả cho dù giao đại dục thiên ma kinh cho ngươi ngươi cảm giác mình có thể còn sống mà đi ra tường lòng thành sao chỉ sợ thành chủ là người thứ nhất đòi mạng ngươi hơn nữa chư vị đang ngồi e rằng cũng sẽ không cho phép ngươi sống mà đi ra đại khư hắc tôn giả đứng dậy nguyên khí phía sau đột nhiên trở nên cực kỳ đen kịt ngưng tụ trên không trung sau đầu hắn hình thành một vị thiên ma bốn cánh tay giữ tợn hùng ác vận dụng nguyên khí đến loại trình độ đăng phong tạo cực này thậm chí nguyên khí hiện ra thành ma thần loại thủ đoạn này không kém hơn bát tướng thiên thần công của phó văn địch hắc tôn giả liếc nhìn chung quanh lạnh lùng nói nếu thánh điển thiên ma giáo rơi vào trong tay của ta mà nói thì chính là của ta ai dám mơ ước không sợ bị ta làm thì sao mọi người trong lầu chỉ cười không nói giáo chủ phu nhân cười ha ha nói trong phòng này còn có khách quý của duyên khang quốc còn có cao nhân ẩn nấp của đại khư ngươi có thể tiêu diệt vị nào Vị tiểu tướng quân này chính là đến từ duyên Khang quốc chứ hả?" Nàng chỉ chính là Tần Phi Nguyệt, cười nói, nghe tiếng quốc sư là người mạnh nhất dưới thần đã lâu, nghĩ đến đệ tử cũng là bất phàm. Tần Phi Nguyệt khẽ khom người, nói: "Tiểu tướng là Tần Phi Nguyệt, gia sư xác thực là Quốc sư Duyên Khang, tuy nhiên ta đến đây cũng không phải là vì giáo chủ phu nhân và đại dục thiên ma kinh. Tuy giáo chủ phu nhân là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, đại dục thiên ma kinh được xưng là phương pháp thành thần, nhưng quốc sư không để ý." Trong giọng nói của hắn có một loại ngạo khí tự nhiên là quốc sư mạnh nhất dưới cấp thần, không để ý bất kỳ công pháp nào, dù cho là kinh điển có thể thành thần của ma giáo. Đột nhiên, chỉ nghe một âm thanh cười lạnh nói, nơi này là đại khư, không phải duyên khang quốc, quốc sư có quan tâm hay không liên quan cái dám gì đến chúng ta. Mắt tần phi nguyệt lộ ra sát khí, theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện kia đang ngồi đối diện với hắn, chính là một đại hán sâu quay nón, quần áo phanh ra, lẫm lẫm liệt liệt ngồi trên mặt đất, một tay bốc thức ăn, một tay thì thò vào ngực kỳ bụi không bao lâu liền vây được một hình tròn nhỏ đen thui, tiện tay bắn ra, không biết cái hình tròn nhỏ đó bay đi nơi nào. Tần Phi Nguyệt cau mày, lộ ra vẻ chán ghét, thảo mãng trong đại cư thực sự thô bỉ, không cần tức giận với hắn, đợi đại quân quốc sư tới, yêu ma quỷ quái gì được phải thần phục. Hắn lại nhìn cô gái bên cạnh Tần Mục một chút, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thực rất đau đầu, sao thất công chúa lại cùng thiếu niên của tàn lão thôn chạy tới đây chứ, vừa nãy công chúa còn nháo hắn, có chút quá thân mật, nếu việc này truyền đi thì mặt mũi của hoàng gia để ở đâu kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người